Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là My Sơn Thiện đây ạ. Chào mừng tất cả mọi người đang xem trên kênh của My Sơn, tất cả những người khán giả cũ và tất cả những người khán giả mới. Ngày hôm nay thì báo cáo với là tất cả mọi người là hiện tại bây giờ là 12 giờ đêm. Thì tôi hôm nay thì tôi đi về quê của ông xã. Tôi đi về đám tang người cậu ruột của chồng tôi. Thì ngày hôm nay tôi về rất là trễ quý vị. Thì khi mà tôi nằm trước khi ngủ thì tôi hay lướt để tôi xem tất cả những bình luận của khán giả. Đó thì vô tình thì tôi có qua bên cái TikTok. Tại vì tôi cũng có cái kênh TikTok chia sẻ những lúc mà vui vui đó cả nhà. Thì tôi vô tình tôi xem được một cái video clip của luật sư Trung có chia sẻ về cái câu chuyện của một vị khách hàng của mình. Thì trong cái câu chuyện này nó giống y hệt như tôi 100% cách đây 20 mấy năm về trước. Lúc thời điểm đó là con tôi mới có 2 tuổi mấy, chưa được 3 tuổi cả nhà. Thì cái câu chuyện đó nó như thế nào thì tiếp sau đây thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người xem cái video clip của luật sư Trung đã chia sẻ. Thì sẵn tiện đây thì tôi cũng thật sự ra tôi rất là mệt cả nhà. Tôi rất là mệt tại vì tôi đi đường xa. Rồi về thì lại vô tình thấy cái video clip này, cho nên bắt buộc ngày hôm nay thì tôi phải lên tôi chia sẻ cái câu chuyện này lại cho tất cả những người phụ nữ nói chung và bản thân của cái người phụ nữ đang gặp cái vấn đề này nói riêng. Thì tôi cũng xin thú thật với lại tất cả mọi người là có nhiều vị khán giả lắm, nhưng mà trong đó thì có một chị rất là đặc biệt quan tâm những cái video clip mà tôi chia sẻ cái cuộc sống đời thường của tôi. Thì chị ấy ở bên Mỹ có cái tên là hình như là Sammy Trần hay sao á. Giờ tự nhiên đang nói thì tôi lại không nhớ, nhưng mà khi đọc bình luận thì tôi sẽ biết là cái chị đó là khán giả thường xuyên xem trên kênh của tôi. Thì sẵn tiện đây thì tôi cũng chia sẻ cho chị biết, tại vì chị là một người rất là ngưỡng mộ cái cuộc sống đời thường của tôi. Tại vì chị cho rằng là em rất là may mắn khi mà có một người chồng mà quan tâm đến vợ, rồi chăm sóc bệnh tình của vợ, rồi nấu ăn lo lắng đồ này kia. Thật em phải nói rằng em là một người phụ nữ rất là có phước khi gặp được một người chồng như vậy, cho nên là em phải trân trọng. Thì thật sự cũng xin thú thật với lại tất cả mọi người là khi mà cái độ tuổi của mình từ 40 mấy đến 50 thì nó đã trải qua rất là nhiều rồi, chứ không phải là một người phụ nữ mới lớn đó. Thì sẵn tiện ngày hôm nay thì em cũng xin bật mí và chia sẻ cho chị biết luôn. Không có người phụ nữ nào hoặc là không có cái cuộc hôn nhân nào mà nó hạnh phúc mỹ mãn mà như ý muốn của mình đâu chị. Nó đã trải qua rất là nhiều. Thì cái cuộc trải qua đó như thế nào thì qua cái câu chuyện này, tôi gửi cái thông điệp của cái câu chuyện này nó giống y như cuộc đời của tôi 100% cách đây 20 mấy năm về trước nha. Đó thì cũng cho mấy chị biết được rằng là cuộc đời của tôi nó như thế nào. Thì tôi chia sẻ một phần nào đó trong cái video clip này đó. Thì tôi, mục đích của tôi muốn chia sẻ cái video clip này là tôi muốn cho tất cả các chị em phụ nữ nên nhớ một câu như thế này, là không có cái gì gọi là mãi mãi. Cho nên là thôi bây giờ không có nói tới nói lui nữa, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người xem cái video clip này xong rồi bắt đầu tôi sẽ đi vào chia sẻ và bình luận cái video clip này. Cũng xin thú thật là xin lỗi tất cả mọi người là tôi đang ngồi ở trong cái phòng ngủ của tôi và tôi lên chia sẻ với lại tất cả mọi người, tại vì khi mà tôi xem cái này tôi muốn chia sẻ liền ngay và luôn để cho tất cả mọi người cùng biết. Và bây giờ thì tôi mời tất cả mọi người cùng xem cái video clip này để xem nhận định của mọi người như thế nào trong cái câu chuyện của video clip này. Nó giống y như câu chuyện của tôi 100% cách đây 20 mấy năm về trước nha quý vị. Biên giới Campuchia về tận thành phố Hồ Chí Minh, đó là câu chuyện ngày hôm nay luật sư Trung nghe qua điện thoại. Một người phụ nữ khốn khổ gọi và khóc ngon lành luôn, dỗ kiểu gì cũng không được. Khóc từ khi mà xe luật sư Trung gần biên giới Campuchia di chuyển về tận thành phố Hồ Chí Minh thì mới nín được. Chuyện là gì? Hai vợ chồng yêu nhau tha thiết, gắn bó với nhau thành một gia đình, và người chồng này cưng vợ đến mức độ rằng là tuyệt đối không cho vợ đi làm.
Vợ đi làm là kiếm cớ để vợ ở nhà. Em hãy nghỉ ngơi, tập trung giữ gìn sức khỏe, lo cho con, lo cho anh. Đó là điều tuyệt vời nhất rồi. Còn cái chuyện kiếm tiền nuôi gia đình, hãy để anh. Và đương nhiên là người vợ cảm thấy mình đã có một người chồng rất là tuyệt vời và ở nhà chăm con rất chu đáo, ở nhà lo nội trợ và chăm chồng cực kỳ chín chu. Thế nhưng niềm vui không tài gan. Người chồng sau khi kiếm được rất nhiều tiền mua nhà mua đất rồi thì sinh tật cặp bồ. Và bây giờ thì người chồng là người ép người vợ bằng được để ly hôn và ép cô ấy phải ra đi tay trắng. Anh chồng lúc này quay lại nó rằng cô là một thứ đàn bà vô dụng, cô chẳng làm được một cái gì cả, cô không đóng góp được bất kỳ cái gì vào cái khối tài sản đó cả. Cô đòi cái gì, mang con cô và đi đi. Rất là đau lòng. Nhưng mà luật sư Trung nói rằng đừng có lo, tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân nó là tài sản chung và người phụ nữ ở nhà lao động trong gia đình cũng được tính như lao động có thu nhập. Vậy nên luật sư Trung sẽ tham gia vụ này. Rồi, qua cái đoạn video clip này thì mọi người có nghe kỹ không ạ? Tức là tôi cũng xin nhắc lại là trong cái câu chuyện của luật sư Trung chia sẻ về một vị khán giả của mình là cái cô gái này, hai vợ chồng khi mà lấy nhau thì rất là yêu thương nhau mới đi đến hôn nhân. Thì sau khi mà lấy lập gia đình xong thì người chồng tìm mọi cách để cho người vợ ở nhà, không muốn cho vợ đi làm và nói rằng là anh sẽ lo cho em đầy đủ và chỉ cần muốn em ở nhà lo cuộc sống làm vợ làm mẹ là được. Thì cái người vợ, tôi thú thật với là quý vị là hầu như là trong cái cuộc sống mà mới bắt đầu hôn nhân á, thì tất cả các cô vợ, tất cả các người phụ nữ đều có cái sự mong muốn rằng cho được chồng yêu thương và không có một cái gì để mà suy nghĩ sâu xa, để xa hơn, chỉ cần muốn là nuôi dạy con khôn lớn và chăm sóc gia đình và chồng đi làm có điều kiện để lo cho cuộc sống như vậy. Tức là cái người phụ nữ suy nghĩ rất là đơn giản quý vị. Thì cho nên là nếu như mà những người phụ nữ khác mà họ chưa gặp trong vấn đề này thì họ sẽ cho rằng cái người phụ nữ này ngu, nhưng mà thật ra không phải đâu quý vị. Cái người phụ nữ mà yêu chồng thì họ sẽ làm điều đó và chính bản thân tôi ngày xưa cũng y hệt như vậy. Chỉ ở nhà nuôi con, chăm sóc gia đình, nấu cơm, nấu nước, làm hết tất cả mọi thứ trong nhà, chồng không đụng bất kỳ một cái gì nha. Tôi cũng xin nhắc cho cái chị mà Sammy Trần ở bên Mỹ thì tôi cũng xin chia sẻ thật trong cái câu chuyện của mình. Thật ra là không có ai muốn mà đem cái chuyện gia đình của mình và chuyện đã qua để kể cho tất cả mọi người, tại vì cái chuyện nó rất là dài và cuộc đời của mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, cho nên là mình không có giải thích nhiều về cái vấn đề đó. Nhưng mà không bao giờ có tự nhiên mà một cái người đàn ông mà yêu thương vợ đến năm 20 mấy năm sống chung với nhau vẫn chăm sóc yêu thương đến cỡ này đâu chị. Thì bây giờ cứ kể tiếp cái vấn đề của luật sư Trung chia sẻ về cái người khách hàng này thì nó giống y như là tôi ngày xưa. Thì cái lúc mà tôi với ông xã tôi mới vừa quen nhau, yêu nhau rồi cho đến kết hôn, thì lúc đó thì ông xã tôi thất nghiệp quý vị. Chỉ một mình tôi đi làm thôi. Và thú thật là hồi đó là tôi chỉ đi làm công nhân thôi quý vị. Và ông xã tôi thì cũng không phải làm ông lớn ông ấy gì đâu. Khi mà đi học cái bằng lái làm tài xế đó quý vị, thì ngày xưa đi xin làm nó rất là khó. Thì khi mà học xong, cho ông xã tôi đi học tài xế xong rồi ra rồi không có xin được việc làm, thì lúc đó thì tôi chưa có bầu thằng nhóc tôi. Thì lúc đó tôi đi làm, tôi lo cho chồng. Và sau khi một thời gian thì khoảng được một năm mấy thì bắt đầu ông xã tôi mới nhờ qua cái công ty mà giới thiệu việc làm đó quý vị. Ngày xưa thì nó không giống như bây giờ. Ngày xưa thì muốn đi làm phải qua cái công ty giới thiệu việc làm, thì họ xin được cho mình thì lúc đó là mình sẽ trả cái tiền giới thiệu cho họ. Thì lúc đó ông xã tôi mới xin được việc làm. Thì sau khi mà xin được việc làm, lúc đó tôi mới mang bầu thằng nhóc tôi quý vị. Thì thú thật với lại cả nhà là hồi lúc đó tôi không muốn sanh con sớm, là tại vì chúng tôi còn nghèo lắm. Vợ chồng tôi là phải thuê nhà ở, thuê cái nhà trọ đó chứ không phải căn nhà đâu nha quý vị. Phải thuê nhà trọ, rồi tới cuối tháng thậm chí là cái tiền lương tới cuối tháng xài không đủ, là phải đi mua thiếu. Thường mấy cái nhà trọ nó hay có mấy cái tiệm tạp hóa để dành bán cho công nhân, những người lao động đó quý vị. Thì là tới gần cuối tháng là không còn tiền. Vì khi mà vợ chồng tôi đi làm thì tôi quy định rằng là trả tiền nhà rồi mỗi tháng phải dư để dành được bao nhiêu để mình tự mua nhà, mua cửa. Tại vì gia đình hai bên đều nghèo hết quý vị. Cha mẹ tôi và cha mẹ bên chồng tôi đều nghèo, cho nên là không có tiền để cho tụi tôi mua nhà, mua cửa, cho nên tụi tôi phải tự lực. Cho nên là
khi mà tôi đưa ra cái mục tiêu là mỗi tháng lãnh lương ra tôi phải để dành 5 phân vàng và đóng tiền nhà, rồi lấy cái tiền mà dư đó là ăn. Nếu như mà xài không đủ thì cũng phải xài nhín nhín. Thì đến gần cuối tháng không có tiền, một bó rau muống có 2.000 vẫn mua thiếu quý vị. Không có tiền để mua, lãnh lương xong không có tiền trả. Thì ngay lúc đó thì vợ chồng tôi hạnh phúc lắm quý vị. Thường nó giống y như là trong cái câu chuyện này, nó yêu thương nhau rất là hạnh phúc. Nhưng sau khi mà ông xã tôi xin đi làm được thì lúc đó là cái mức lương của tài xế thì nó cao hơn mức lương của công nhân đó. Thì lúc đó là lấy nhau được một năm mấy, mà ông xã tôi là người, ông xã tôi là con đầu, cho nên là thường người ta mong là cháu nội đầu tiên đó. Thì tôi thì tôi không muốn sanh, tại vì nghèo lắm quý vị, sanh ra rồi lấy đâu mà ăn, phải để dành ví dụ ít nhất cũng phải vài tháng, ý vài năm sau mình có điều kiện hơn tí xíu thì mình hãy sanh con. Thì lúc đó thì tôi thú thật với lại quý vị là hồi lúc đó, công nhận giờ tôi suy nghĩ là tôi cảm thấy tôi rất là hối hận, tại vì mình ngu là một, với hai nữa tại vì quá nghèo chăng. Thì lúc mà tôi mang thai mấy đứa con đầu tiên đó quý vị, thì tôi không muốn sanh, cho nên là tôi đi phá quý vị. Tôi đi phá. Thì khi mà 2-3 lần như vậy thì lúc đó thì ông xã tôi mới nói tôi là em không thương anh hay sao mà em không chịu sanh con. Bây giờ nếu sanh con ra tụi mình nuôi không được thì gửi về cho bà nội nuôi. Đó, gửi về cho bà nội nuôi. Thì tại vì thời điểm đó thì ở trên nhà bà nội thì ông xã là mới lập gia đình lần đầu tiên, cho nên là ta rất là trông mong cháu nội. Thì lúc đó tôi cũng do dự dữ lắm, rồi xong tôi mới quyết định. Tại vì mình thương chồng hay gì, mình đâu phải mình không muốn sanh con đâu, mà tại sanh con sợ ra không đủ nuôi thôi, không có tiền nuôi nó. Thì lúc đó thì tôi mới để. Lần thứ hai, lần thứ ba gì đó tôi mới để, tôi không có phá nữa, tôi để sanh. Thì khi mang bầu quý vị, lúc đó cái tuổi của tôi nó còn nhỏ, mắc cỡ. Đi ra ngoài mang bầu tôi mắc cỡ. Cái lúc đó khi mà tôi có bầu thằng nhóc đó, thì lúc đó ông xã tôi xin đi làm được rồi. Bắt đầu tôi ở nhà, tôi không có đi làm nữa. Thì ông xã tôi nuôi. Thì khi mà tới sanh con ra đi làm, ông xã tôi làm chắc chiêu để dành. Thì lúc đó là vừa sanh con ra là mua được căn nhà ngay chỗ ngã tư An Sương. Thì lúc đó là bắt đầu là tôi nghĩ là cuộc sống mình quá hạnh phúc quý vị. Rồi sau đó bắt đầu là ba mẹ tôi ở Củ Chi kêu về nhà ở cho gần ba mẹ. Thì lúc đó vợ chồng tôi mới bán cái căn nhà ở ngã tư An Sương để mà đi về Củ Chi để ở. Lúc mà bán cái căn nhà xong ở ngã tư An Sương quý vị, hồi cái thời điểm đó 20 mấy năm về trước, ngay chỗ ngã tư An Sương thì bán căn nhà đó có 100 mấy chục triệu à. Hồi xưa hồi cái lúc mà mua thì chỉ có là 48 triệu, rồi ở được một năm mấy sau là bán được 100 mấy chục triệu. Xong rồi mới đi về nhà xây căn nhà ở Củ Chi đó quý vị, thì chỉ có 16 triệu rưỡi thôi. Tại vì hồi lúc đó không có xây căn nhà bự, xây cái căn nhà cũng giống như nhà trọ nhưng mà nó lớn hơn nhà trọ tí xíu thôi, để mình dư tiền ra để mà mình còn làm ăn nữa. Thì lúc đó mới dư ra cái số tiền mua một cái chiếc xe 45 triệu mấy. Cái xe 45 triệu mấy hồi xưa là cái xe Kia con cọt, hiệu của Kia nhưng cái tên của nó là con cọt, xe của Hàn Quốc. Lúc đó mua xe cũ gì thì lúc đó thì ông xã tôi mới nhà cho thuê xe dịch vụ. Hồi cái thời đó mà nếu ai có chiếc xe hơi thì cũng khá giả lắm quý vị. Thì vợ chồng tôi bán nhà xong về đây xây nhà vẫn dư ra cái số tiền để mua chiếc xe. Đó thì tôi nghĩ rất là hạnh phúc. Cuộc đời mình nó hạnh phúc làm sao. Bây giờ là hồi xưa mình nhà nghèo, mà giờ vợ chồng mình cũng có một cái căn nhà không có lớn nhưng mà cũng có chỗ ở, không phải thuê. Rồi đi chạy xe, cho thuê xe đồ này kia. Tôi cảm thấy cuộc sống mình sao mà nó hạnh phúc quá. Thì bắt đầu lúc đó là chồng tôi đi làm quý vị. Thì đi làm mà tôi giống y như trong cái câu chuyện này. Khi mà làm có tiền khá giả lên rồi bắt đầu sanh tập. Thì lúc đó là chồng tôi có bầu nhí. Đó là tôi không có kể cái chuyện mà sâu xa về cái vấn đề như thế nào. Nhưng khi mà có bầu nhí rồi thì bắt đầu tôi biết được thì lúc đó mới vợ chồng tôi ly hôn. Thì khi mà ly hôn, lúc đó con tôi nó mới có 2 tuổi mấy hả quý vị? Có 2 tuổi mấy hả quý vị? Thì giọng thứ trời xanh mà, mình làm chủ mà, cho thuê xe. Thì thời điểm đó cho thuê xe thì toàn những người đàn ông đi uống bia ôm nè, uống bia ôm xong đi massage nè, đi nhậu nè. Thì chồng mình cũng là ông chủ mà, chứ cũng đâu phải đi làm mướn như ngày xưa nữa đâu quý vị. Khách mày chơi được, tao chơi cũng được, nó là như vậy. Cái xong, bắt đầu khi mà ly hôn đó quý vị,
Thì khi mà ly hôn rồi thì cũng giống y như cái câu chuyện này, đi ra tòa án chồng tôi nói một câu rằng tôi ở nhà ăn no, ở nhà ở không, không có đi làm ra tiền, tài sản đó là anh ta làm ra, là không việc gì phải chia cho vợ. Thì có hồi lúc rất may mắn cho các em gái trong cái câu chuyện này á, là em gái trong thời điểm này nó khác ngày xưa, thời của tôi. Hồi cái thời của tôi mắc 20 mấy năm vậy trước, tôi thú thật với quý vị á, lực là tiền. Lực là tiền nha quý vị. Lúc đó tôi khờ lắm, tôi chỉ có ở nhà coi con thôi, tôi không biết bất kỳ một cái gì. Không biết bất kỳ một cái gì. Xong rồi bắt đầu, lúc đó là chồng tôi á, là có tiền bung cho công an nè. Vợ chồng tôi gây lộn rồi xong đánh nhau này kia. Thì rồi nó có nhiều thứ lắm quý vị. Thì báo công an, họ nói là vợ chồng gây lộn nhau, mắc mới gì phải báo công an, chừng nào đổ máu đổ mủ đi rồi người ta mới xử. Đó. Còn khi mà ra tòa án á, thì chồng tôi nói rằng là tôi không có làm ra tiền, cho nên việc gì phải là chia tài sản cho cô ấy, tất cả tài sản thuộc về tôi. Thì cái thời cách đây 20 mấy năm về trước á, thì chỉ cần có tiền là mạnh, chứ không có cái kiểu giống y hệt như bây giờ, lực là lực đó. Với lại ngày xưa thì nó không có gần với lại internet, không có mạng xã hội, chỉ có xem tivi thôi quý vị. Lúc đó thời đó là hầu như là ai mà có cái điện thoại di động mà Nokia cũng là dân khá giả lắm á. Thì lúc đó cái điện thoại di động nó còn không có nữa, thì làm sao biết hiểu về lực nhiều đâu quý vị. Cho nên là tôi bị ăn hiếp. Và lúc đó tôi nói rằng là ngày xưa tôi lấy chồng tôi cũng hai bàn tay trắng. Thì sau khi mà ly hôn tôi cũng không cần cái tài sản này, tại vì tôi dành không lại quý vị. Tại vì nói là mình không cần tài sản không đúng. Bây giờ thôi con ra có một đứa con, ôm đứa con rồi lấy gì nuôi nó đây quý vị. Ví dụ như tôi nhịn đói thì được, nhưng mà con tôi làm sao nhịn đói được quý vị. Nhưng tôi lúc đó là tôi tay yếu chân mềm, tôi không quen biết bất kỳ một ai, và tôi dành không lại đó. Thì lúc đó là tôi biết rằng mình không có dành tài sản được, cho nên là tôi chấp nhận chịu thua. Thì tôi không có lên xuống tòa án nữa, tôi không cần phải đơn ly dị nữa. Tại vì tôi nói rằng là cái tờ đơn, khi mà yêu nhau rồi không cần một tờ đơn nào vẫn hạnh phúc. Và có 10 cái tờ kết hôn đi chăng nữa cũng không thể nào hạnh phúc được. Cho nên là tôi không quan tâm cái vấn đề đó. Thì bắt đầu quý vị có biết không? Bởi chị em phụ nữ hãy nên nhớ như thế này. Nếu như mà cái người đàn ông á, mà họ biết ga lăng nè, họ biết yêu thương vợ con nè, họ biết chăm sóc vợ con, mà họ chung thủy, người đàn ông tốt, hầu như những người đàn ông đó không tới tay mình. Những người đàn ông đó là bị người ta giành hết rồi. Nó rất là hiếm. Thật sự ra là tôi cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả chị em phụ nữ, và đặc biệt là chị Sammy Trần ở bên Mỹ. Vì cuộc sống vợ chồng của tôi hiện tại bây giờ nó hạnh phúc, là nó đã trải qua rất là nhiều sóng gió. Chứ không phải tự nhiên mà một cái người đàn ông mà lấy nhau đến 20 mấy năm mà cái tình yêu dành cho vợ nó vẫn mặn nồng, hoặc là nó vẫn là càng già càng yêu vợ nhiều hơn. Nó không phải như vậy đâu chị. Nó trải qua rất là nhiều. Chứ không phải là tự nhiên mà cái người đàn ông mà biết yêu thương lo lắng cho vợ đủ thứ giống như hiện tại bây giờ chị thấy. Thì ở đây tôi cũng kể sơ qua một cái vấn đề như thế này. Bây giờ tới bắt đầu là cái vấn đề là bóc phốt đây quý vị. Bóc phốt ông xã tôi. Tại vì thật ra là tôi thì tôi cảm thấy không có cái việc gì phải giấu giếm cả. Tại vì trong cuộc sống ai cũng sẽ trải qua thôi. Nhưng đây tôi kể ra là để cho mọi người phụ nữ rút kinh nghiệm, chứ không phải là tôi đang dạch ra, dạch lá để cho mọi người tìm sâu. Không phải là tôi dạch ra hoặc là tôi kể cái chuyện xấu của cuộc đời tôi. Tại vì hầu như là cái câu chuyện này trong mỗi gia đình, mỗi phụ nữ đều có trải qua cả. Nhưng mà cái sóng gió của mỗi người nó khác nhau, hay là nó giống nhau hay không thôi. Tại vì mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh của mỗi gia đình nó là khác nhau, chứ nó không giống nhau. Cho nên là ở đây tôi muốn kể để cho mọi người, cho những người phụ nữ có một cái hướng đi, có một cái gì đó để biết tự bảo vệ mình là một, với hai nữa là phải biết giữ gìn cái gia đình hạnh phúc như thế nào. Đó. Thì ông xã tôi không có hiền đâu quý vị. Ngày xưa ông xã tôi không có hiền đâu. Vì khi mà có bầu nhí, thường là đàn ông người ta có bầu nhí người ta cũng sợ vợ lắm quý vị. Hiếm. Tại vì cũng có những người đàn ông về có bầu nhí về không có sợ vợ.
Nhưng mà thường hợp đó thì hiếm lắm, đa số hầu như là đều về sợ vợ. Nhưng mà đặc biệt trong cái số mà không sợ, có bồ nhí về không sợ vợ, là trong đó trường hợp là ông xã tôi đó quý vị. Thì lúc đó tôi mới quyết tâm là tôi sẽ đi làm. Nhưng mà giờ khi mà tôi suy nghĩ là nếu như bây giờ quay lại cái đường cũ mà tôi làm công nhân, sao nuôi con tôi nổi quý vị. Tại vì dù sao thì nó sống với ba nó từ hồi đẻ ra cho tới bây giờ, cho tới 2 tuổi mấy, thì cũng được cuộc sống đầy đủ. Tức là nó không không có giàu có như người ta, đầy đủ so với cái gia đình của mình ngày xưa nghèo thôi. Là vẫn uống sữa đầy đủ, rồi đi chơi, mặc đồ, giày dép đồ là có đầy đủ, không thiếu thứ gì. Mà bây giờ đùng ra một cái mà nếu như mà ly hôn ba nó thì mình đi làm công nhân, làm sao mình cung phụng cho con mình nó đầy đủ giống y như hồi lúc mà mình ở với ba nó được. Thì lúc đó tôi mới suy nghĩ rằng là tôi sẽ đi học một cái nghề nào đó. Đó. Thì lúc thời điểm đó thì Hàn Quốc qua Việt Nam mình nhiều nhưng mà hiếm phiên dịch lắm quý vị, nó không có. Thì lúc đó là tôi mới quyết định là tôi đi học tiếng Hàn Quốc. Thì sáng tôi đưa con tôi đi học, rồi tôi đi thẳng xuống Sài Gòn tôi học tiếng Hàn Quốc. À, quý vị biết không, ly dị rồi, không có ly dị. Tức là lúc kiểu như là ly dị lên trên tòa thì cãi lộn giành lộn, là về thì làm cha mình, nhưng mà lên trên tòa án thì dạy dùng cái từ là tôi còn yêu vợ tôi lắm, tôi không chịu ly hôn, nói như vậy. Thì cho tiền tòa án mà quý vị, cái tòa án đâu có giải quyết ly hôn đâu. Tòa án nói là khi nào mà chồng đồng ý ký vô thì họ mới giải quyết ly hôn. Nói chung là vậy, hồi lúc xưa tôi ngu tôi không biết lực quý vị. Rồi xong vậy đi tới đi lui mệt quá, bây giờ tôi không quan tâm vấn đề đó. Tôi chỉ quan tâm là bây giờ là làm cách nào để mà có tiền để nuôi con thôi. Thì lúc đó quý vị biết không, tôi sống với chồng tôi trong gần 4 năm. Mà khi mà vợ chồng tôi ra tòa ly hôn thì lúc đó quý vị biết không, tôi để dành tiền riêng. Tôi giấu gọi là quỹ đen đó quý vị. Tôi giấu được 750 ngàn, chưa tới nữa, hơn 700 ngàn. Thì thời điểm đó là học mẫu giáo của con tôi là một tháng đó là 300 mấy chục ngàn tháng. Thì khi mà ly hôn ra tôi chỉ đủ đóng tiền cho con tôi 2 tháng đi học. Tại vì lúc đó ông xã tôi lấy tiền đi hết rồi, không để nhà, tôi không có tiền. Bắt đầu khi mà tôi đi học, quý vị biết không, tôi đi mượn chị em của tôi, chị em ruột của tôi đó quý vị. Thì tôi đi học tiếng Hàn Quốc. Xong rồi bắt đầu cái khi mà ông xã tôi ông thấy tôi duy trì quá, tại vì lúc đó là không có lên hối thúc ly dị nữa, mà lúc đó là tôi không quan tâm nữa. Lúc đó là ổng muốn làm gì làm, tôi không có quan tâm, tại vì tôi nói ông cũng không nghe quý vị. Tại vì có thể là khi mà đụng chạm nói tới là tôi sẽ bị đánh. Hồi lúc mà ông xã tôi có bầu nhí thì tôi bị ông xã tôi đánh 2 bạt tay vì cái cô bầu nhí đó. Tôi nhớ hoài quý vị. Cho nên là cái lúc mà tôi ông thấy tôi kiên trì tôi đi học quá thì lúc đó ông mới theo ông dụ. Ông theo ông năn nỉ. Ông nói là bây giờ tha thứ cho ông, là ông đã lỡ như vậy đó. Tha thứ. Thì nói vậy thôi chứ tôi thú thật với lại quý vị là hồi thời điểm đó tôi ghen tôi mới đòi ly hôn. Mà cái ghen của tôi nó ngộ lắm. Cái ghen của tôi nó không phải là chửi bới hay đánh ghen hay là gì đó. Lúc đó tôi khờ lắm, không đánh ai được đâu quý vị. Đi ra ngoài chắc bị người ta đánh. Xong rồi bắt đầu là hả, tôi ghen lên là tôi ly hôn. Cái lúc mà tôi đi học, tôi học tiếng Hàn, ông thấy tôi quyết định quá. Tại vì khi cái lúc đầu tiên tôi mới đi học tiếng Hàn, tôi bị xúc phạm rất là nhiều. Tôi bị chồng tôi xúc phạm, nói rằng là tôi đua đòi đi học tiếng Hàn Quốc là chủ yếu để đi cặp sách mấy Hàn Quốc đồ này kia. Tức là nói những lời xúc phạm. Thì cái lúc đó càng nói tôi lại càng quyết tâm quý vị. Tại vì ông nói là đâu phải là đi học mà để đi làm một cái phiên dịch, đâu phải chuyện đơn giản. Có rất là nhiều người họ tốt nghiệp đại học ra xong họ học có cái bằng phiên dịch họ vẫn không đi làm được. Mà tay ngang như tôi, một cái người có con có cái rồi mà giờ đi học ngang xương để đi làm phiên dịch thì chuyện nó không phải là đơn giản. Tức là chồng tôi coi thường tôi như thế. Quý vị có biết là khi mà tôi đi học, tôi đi xuống với cái trường ngoại ngữ tiếng Hàn tôi học. Thì khi mà tôi học, tôi tưởng tượng, tại tôi còn thương chồng tôi lắm quý vị. Tôi tưởng tượng cái cảnh mà chồng tôi ôm người khác. Tôi tưởng tượng mà lúc đó tôi vừa học mà hai nước mắt tôi rớt. Tôi vừa học, tôi vừa khóc, mà trong đó hầu như là trong cái lớp học á, trong cái lớp học đó hầu như là chỉ có mình tôi có chồng có con thôi quý vị. Chứ đa số đều là sinh viên đại học. Sinh viên đại học người ta học. Chỉ có một mình tôi là nó khác biệt người ta. Tôi học thú thật với quý vị, tôi học. Tôi vô tôi học không lại mấy bé đó. Tại vì mấy em đó là nó
là cái tuổi nó mới lớn, nó không có một cái gì vướng bận hết, cho nên nó chỉ tập trung việc học thôi. Nhưng tôi ráng học quý vị, tôi duy trì tôi học. Thì khi mà ông xã tôi, ông thấy tôi học, ông thấy tôi quyết tâm quá, bắt đầu ông vũ, ông nói là bây giờ thôi ông xin lỗi là tại vì đã có lỗi vậy vậy, tha thứ rồi vợ chồng mình về sống với nhau vậy đó. Ai cũng làm lỗi lần đầu thì mình thương chồng mọi việc, năn nỉ cái mình thương, mình tha thứ. Cái lúc mà ông nói là bây giờ là thôi em đi học lái xe đi, rồi mai mốt anh sẽ mua cho em chiếc xe để em nhà em cho thuê xe hả, em thích thì em chạy, em không thích là em ở nhà mình làm chủ sướng hơn. Thì nghe chồng mình nói vậy thôi cũng nghe lời, bắt đầu tôi cũng, nhưng mà tôi không có nghĩ tiếng Hàn đâu nha quý vị, tôi vừa học tiếng Hàn tôi vừa đi học lái xe. Thì lúc thời điểm đó quý vị biết không, đi học lái xe thì chỉ có một mình tôi là phụ nữ đi học lái xe thôi quý vị. Hầu như là trong cái khóa học tất cả các khóa chỉ có mình tôi là phụ nữ, hầu như là đàn ông. Thì khi mà tôi học lái xe xong, tôi lấy cái bằng lái xe thì chồng tôi, ổng mua xe, ổng nói tiền đâu mua, bắt đầu nó ngang nữa quý vị, nó xảy ra nhiều chuyện lắm, nó ngang, ổng nói tiền đâu mua. Thì bắt đầu là lúc đó là tôi cảm thấy rằng, tại vì khi mà tôi quay lại với ông xã tôi chấp nhận tôi đã có một cái sự đề phòng và tôi không còn tin tưởng ổng nữa. Đồng ý là trong lòng tôi vẫn yêu ông xã tôi, nhưng tôi không còn tin tưởng ổng như hồi lúc đầu tiên nữa, lúc nào tôi cũng thủ thân mình. Bắt đầu tôi mới đi thuê một cái chiếc xe ở dưới Sài Gòn. Lúc thời điểm đó xe gì tôi không biết, nhưng mà lúc đó 20 năm về trước mà tôi thuê một cái chiếc xe hơi, mỗi tháng tôi phải trả 5 triệu đồng cái tiền thuê xe đó quý vị, mà tôi dám thuê. Tôi thuê xe hơi hàng tháng đó, tôi trả tiền thuê xe xong, rồi ăn uống của mẹ con rồi này kia, tôi vẫn dư mỗi tháng là 6 triệu đồng. Tôi để dành, tôi đưa ra quy định mình, tại vì tôi nói là trong vòng 1 năm bắt buộc tôi phải mua được một cái chiếc xe cũ. Tôi ráng làm quý vị. Quý vị biết không, tại vì khi mà tôi học ra xong tiếng Hàn Quốc đâu phải dễ dàng mà xin việc làm đâu quý vị. Mình không quen biết ai thì đâu thể nào mình xin vô cái công ty nào đó để mà mình làm phiên dịch được đâu. Đó thì lúc đó tôi đâu có cần thiết là tôi phải làm phiên dịch hay làm cái gì, xin miễn tôi làm sao mà cái thu nhập tôi có thể nuôi con tôi để hai mẹ con tôi sống là được. Đó thì lúc đó là bắt đầu tôi chạy xe, khi mà tôi ra tôi chạy xe quý vị, thì mình phụ nữ mà, dĩ nhiên khi mà đàn ông nước ngoài thì thấy phụ nữ nó cũng dê chứ, đúng không? Cho nên là thay vì kêu taxi, hồi thời hai mấy năm về trước á, khu vực nhà của Chi của tôi nó không có taxi quý vị, nó chỉ có cho thuê xe dịch vụ thôi, tại vì taxi chỉ có ở Sài Gòn chứ ở Củ Chi thì nó không có. Bắt đầu lúc đó là tôi in trên cái danh thiếp cũng để là taxi, tại vì Hàn Quốc nó nhìn vô nó mới hiểu đó. Thì bắt đầu là tôi chạy xe thì không phải tự nhiên mà nó đầy đông khách như vậy đâu quý vị, tôi cũng lanh lắm. Tôi đến những cái công ty, bắt đầu tôi làm quen với lại bảo vệ. Tôi nói là anh ơi, anh trong công ty của anh mà mấy ông nước ngoài á, hoặc là nhân viên công ty hay bất kỳ ai mà công ty của anh mà có cần xe ở bên ngoài để mà thuê đi á, thì có gì mấy anh giới thiệu cho em sẽ gửi cho mấy anh 10% tiền cà phê. Thì tôi đi tất cả những công ty tôi đều cho cái danh thiếp như vậy đó, chứ không phải tự nhiên mà người ta thấy tôi phụ nữ mà họ đi tôi đâu quý vị. Cái xong rồi bắt đầu lúc đó quý vị tin không, tôi làm ngày làm đêm mà tôi có lợi hơn người khác. Là tại sao tôi đông khách? Là tại vì tôi biết nói tiếng Hàn Quốc. Tôi biết nói tiếng Hàn Quốc cho nên nó tiện lợi cho những người khách Hàn Quốc họ qua đây. Thì quý vị có tin không? Tôi nằm ngủ nửa đêm, 12 giờ đêm mà mấy anh bảo vệ trên công ty điện thoại nói là bây giờ là cần xe đi quận nhất cho mấy ông đó đi hát karaoke, đi quận nhất. Ok, trong vòng 5 phút tôi có mặt quý vị. Tôi bật dậy một cái là 5 phút tôi có mặt trước công ty. Là tôi chở đi, chở xuống tới Sài Gòn xong, bắt đầu cái mấy người khách Hàn Quốc đó họ nói là chờ 2 tiếng đồng hồ họ hát xong rồi ra về. Đó, thì tôi nằm, tôi khóa cửa lại, tôi hí kiến ra tí xíu để tôi nằm trong đó tôi ngủ đi, tôi chờ quý vị. Cũng sợ lắm, mình phụ nữ mà. Nhiều khi hồi đó xe đâu có dán cái kính đen như bây giờ đâu, thì người ta nhìn vô người ta thấy mình phụ nữ nó rất là nguy hiểm, cho nên tôi che hết bích bùng lại, tôi hé cái cửa ra tí xíu tôi nằm trong đó tôi ngủ. Thì đi vậy có tí xíu vậy thôi đó quý vị, trong vòng có 4 tiếng đồng hồ thôi mà về tôi kiếm được 500.000, thời đó nó rất là nhiều nha quý vị. 500.000 thời đó thì giống y như giờ mà 1.2 triệu đồng vậy đó. Đó thì tôi chạy liên tục mà đến nỗi mà khách tôi càng ngày càng đông. Thì sau khi mà khách hàng họ thấy tôi như vậy, bắt đầu cái họ biết tôi nói tiếng Hàn, họ hỏi tôi là tại sao biết tôi nói tôi đi học vậy đó mà giờ ra ngoài không ai quen, cho nên tôi xin chị làm cũng được. Thì bắt đầu cái những người khách đó họ mới nói là bây giờ là tôi cần phiên dịch chứ tôi không cần thuê xe của em, tại vì công ty của tôi có xe rồi. Thì từ đó bắt đầu là tôi đi làm phiên dịch tự do đó quý vị. Bắt đầu sau đó khách qua nhiều, họ làm việc nhiều xong rồi bắt đầu cái họ muốn đi du lịch,
đó, đi du lịch chỗ này chỗ kia, rồi bắt đầu tôi mới đi tìm hiểu, tôi mới đi học để tôi lấy thêm cái bằng hướng dẫn viên du lịch. Là lúc đó là tôi làm rất là nhiều, tôi làm rất là nhiều luôn quý vị. Thì khi mà mình làm việc nhiều, tại vì đầu tiên mình không có làm ra tiền, mình bị chồng chê, có đẹp cỡ nào đi chăng nữa làm không làm ra tiền, ở nhà chồng nuôi cũng gọi là đồ ăn bám và vô dụng quý vị. Và trong cái việc mà vợ chồng mà sống với nhau thì quý vị biết rằng là khi mà ly hôn nó không phải là chỉ riêng vợ chồng không. Thì lúc đó tôi bị mang tiếng đã, mình bị chồng mình có bồ nhí, nó bỏ mình rồi, nó đánh mình đó, mà lại bị mang tiếng ở bên chồng là mình đi theo trai cho nên mới bị chồng mình bỏ. Hồi đó tôi như vậy đó quý vị. Thì khi mà tôi ráng tôi làm, bắt đầu khi mà làm nhiều rồi đó quý vị, thì nó sẽ xảy ra cái vấn đề là đi làm nhiều quá không lo cho chồng, bỏ bê chồng con đó, bắt đầu để cho chồng cô đơn, lại có vấn đề nữa quý vị. Lại có vấn đề nữa. Thì khi mà bị xúc phạm nhiều, đình đi làm mệt mà không được hiểu mà lại bị xúc phạm nhiều nữa, thì tại sao mình lại chấp nhận cái cuộc sống như vậy. Và tôi, khi mà tôi quay lại với chồng tôi, cái cuộc ly hôn đầu tiên với chồng tôi không thành, thì lúc đó tôi lúc nào tôi cũng thủ, tôi lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ là sẽ đến một thời điểm nào đó thì chồng tôi sẽ bỏ tôi thêm một lần nữa. Lúc trong đầu tôi lúc nào cũng như vậy. Và tôi chỉ biết đi làm để dành. Và tôi nghĩ rằng là hạnh phúc của tôi với chồng tôi đến thời điểm nào thì hai thời điểm đó, và quan trọng là tiền và nuôi dạy con khôn lớn đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói trong cái câu chuyện mà vợ chồng, tôi không có dạy cho, tôi không có khuyên tất cả những người phụ nữ là nên làm kiếm tiền. Nhưng mà thật ra là trong cái cuộc sống hôn nhân, phụ nữ nó rất là khổ quý vị ơi. Đòi hỏi rằng là phụ nữ phải biết chăm lo gia đình, phụ nữ phải biết làm ra kinh tế, và đặc biệt phụ nữ phải đẹp nha quý vị. Lo làm kinh tế, lo cho gia đình mà xấu cũng bị chồng bỏ nó quý vị. Không phải bỏ mà cũng bị chồng ngoại tình. Nếu như mà lo đi làm đẹp, mà lo đi làm nhiều quá mà không có thời gian dành cho gia đình, cũng bị chửi là người phụ nữ không biết chăm lo gia đình. Nó là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng là vợ chồng nếu như mà yêu nhau á, thương nhau, thường cái người đàn ông không bao giờ nghĩ tới cái vấn đề đó. Nhất là người đàn ông, khi mà người đàn ông thành đạt và làm ra tiền, phụ nữ ở bên ngoài tự động họ nhào tới, tự động họ tới, họ cua, tự động họ tới, em yêu anh đồ này kia kia nọ. Thì dù chồng mình là người đàn ông tốt cỡ nào đi chăng nữa, một lần, hai lần, mười lần không sao, vì những cái lúc mà hai vợ chồng hạnh phúc với nhau thì đi ra ngoài những cái cô gái đó không thể nào quyến rũ được chồng mình. Nhưng mà trong cuộc sống quý vị ơi, trong cuộc sống thì làm sao mà nó hạnh phúc ngày này qua tháng nọ được. Trong cuộc sống vợ chồng dĩ nhiên nó phải có va chạm, dĩ nhiên nó cũng phải có là gây lộn với nhau, thậm chí gây lộn nảy lửa không muốn nhìn mặt nhau. Thì cái thời điểm đó là cơ hội cho người thứ ba nhảy vô đó quý vị. Người thứ ba nhảy vô. Nếu như người vợ không đủ khôn ngoan, nếu như người vợ không đủ cứng rắn, và nếu như người phụ nữ đó không trải qua được tất cả những cái mùi vị ngoài xã hội, thì tôi chắc chắn rằng là sẽ bị mất chồng. Cái người đàn ông á, tôi xin lỗi tất cả quý vị khán giả mà đang xem, nếu như là đàn ông nha, tôi không phải quơ đũa hết, nhưng đa số người đàn ông rất là ích kỷ ở chỗ này. Đòi hỏi vợ mình là phải đẹp, đòi hỏi vợ mình là phải làm ra kinh tế, và đặc biệt đòi hỏi vợ mình là phải biết bíp nút, rồi phải biết đối xử với lại bên chồng, tốt với lại bên chồng. Nhưng tại sao mình không đặt cái vấn đề ngược trở lại? Mình đã làm được những gì cho vợ mình, và mình đã làm được một người chồng tốt, và mình đối xử với lại bên vợ mình nó đã tốt hay chưa? Đúng không quý vị? Và phải tự hỏi rằng là mình là ai? Nó phải công bằng chứ, đúng không quý vị? Nó phải công bằng chứ. Mình phải cho đi mình mới nhận lại chứ. Chứ đâu phải là mình chỉ có biết xè tay ra mình nhận từ vợ mình, nhưng mà mình lại không biết cho. Mình đòi hỏi là vợ phải như thế này như thế kia. Tôi thú thật với lại quý vị là ngày xưa chồng tôi rất là gia trưởng. Chồng tôi rất là gia trưởng, bắt tôi là vợ là phải như thế này như thế kia. Nhưng mà khi mà chỉ cần mà trả lời một cái là thế nào cũng có chuyện, hoặc là ăn tát quý vị. Đâu phải đơn giản đâu. Đâu phải giống y như là với màu hồng như từ trước tới bây giờ mà quý vị đang xem tôi trên những cái video clip tôi chia sẻ cuộc sống hiện tại bây giờ, quý vị thấy tôi hạnh phúc. Không phải đâu quý vị.
tôi đã trải qua rất là nhiều. Và tôi đã ly hôn ông xã tôi 2 lần. Lần đầu tiên là không thành, lần sau là thành nha quý vị. Khi mà lần sau là tôi bị xúc phạm nhiều quá. Và tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần trước là sẽ đến một ngày nào đó chồng tôi sẽ ngoại tình thêm một lần nữa. Thì khi mà lần sau ly hôn là tôi khôn rồi quý vị. Tôi đã đi ra ngoài, tôi đã quen biết về luật sư, tôi đã hiểu biết về luật. Cho nên lần sau này ông xã tôi không ăn hiếp tôi được quý vị. Không ăn hiếp tôi về cái vấn đề là chia tài sản. Không hiếp được. Lúc đó tôi đã khôn rồi, tại vì khi mà tôi đi làm là khi mà tôi đi làm tôi biết giấu làm của riêng rồi quý vị. Tại vì khi mà cái lần đầu tiên khi mà ông xã tôi năn nỉ tôi quay lại thì tôi ra điều kiện, tôi nói là tôi làm gì, tôi kiếm tiền bao nhiêu không được quyền hỏi và cũng không được quyền xí vô, xin miễn tôi làm sao nên nhà nên cửa là được, không được quản lý tiền. Thì lúc đó tôi đi làm thì ví dụ như tôi làm được 100 triệu, tôi nói ông xã tôi làm có 20, còn tháng nào tôi làm được 300-400 triệu tôi cũng nói làm được 20-30 triệu thôi. Thì so lúc bấy giờ thời điểm đó mà phụ nữ làm tháng 20-30 cũng rất là giỏi rồi, giỏi lắm luôn đó. Thì khi mà số tiền mà tôi làm dư ra, tôi lấy số tiền đó tôi mua đất cái gì. Tôi không phải kinh doanh bất động sản mà tôi nghĩ là tôi mua để tôi làm của đó. Thì tôi dư ra bao nhiêu, ví dụ như là tôi dư được 300, tôi đi kiếm miếng đất đúng 300 triệu tôi mua. Và tôi dư được 400, tôi sẽ đi nhờ mấy cái anh cò với lại chị cò đất đó. Tôi nói là kiếm cho tôi miếng đất nào khoảng tầm 400 triệu để tôi mua. Thì lúc thời đó tôi làm dữ lắm quý vị. Tôi cố gắng tôi làm tại vì tôi bị coi thường bởi đồng tiền. Quý vị biết không, các anh chồng, các anh nào ông nên nhớ như thế này. Khi cái người mà đầu óc tay gối của mình mà mình mở miệng ra mình xúc phạm, nó rất là nặng nề. Ví dụ khi mình đi ra ngoài, những người ngoài họ chửi mình là ăn bám chồng, hoặc chửi mình là người phụ nữ không biết làm ra tiền, hay là xúc phạm mình cái gì đó, nó cũng không có nặng bằng chính cái người mà sống chung, chính cái người mình yêu thương và chính cái người đầu óc tay gối coi thường mình. Cái đó nó rất là xúc phạm. Và khi nhiều khi đó cũng là động lực đó quý vị. Tôi nói trong bụng tôi nói là anh chống mắt lên anh coi, tôi sẽ làm được. Tôi không cãi lộn, tại vì thú thật quý vị là tôi phụ nữ, nhưng mà khi mà hai vợ chồng gây lộn nhau tôi cãi không lại chồng tôi quý vị. Tôi cãi không lại, miệng không hổn, tôi cãi không lại. Thì bắt đầu tôi chỉ nói trong thầm thầm trong bụng tôi nói là anh chống mắt lên coi tôi sẽ làm được hay không. Đó. Thì khi mà mua đất vậy đó, thì cái lúc mà ly hôn lần thứ hai thì tài sản chung đâu có bao nhiêu quý vị. Tài sản chung không có bao nhiêu hết trơn. Cái tôi nói là giờ không có chia, lần thứ hai tôi nói không chia mà cho hết cho con. Cho hết cho con luôn. Là tôi không có đồng ý để mà chia, tôi không đồng ý lấy mà tôi không đồng ý chia cho ổng. Bắt đầu lúc đó ông xách dao ông dí tôi quý vị. Lúc đó là chồng tôi xách dao dí tôi, hai mẹ con tôi chạy trong đêm nha quý vị. Chạy lên tới công an báo công an là tôi bị chồng chém. Và cho nên là khi mà tôi kể ra đây á, là đó là câu chuyện đã qua của cuộc đời tôi. Mọi người để cho mọi người biết được rằng là không phải tự nhiên mà cái hạnh phúc tôi có được như ngày hôm nay. Nó trải qua rất là nhiều sóng gió mà chính bản thân tôi, chính bàn tay của tôi giành giật lại và xây dựng nó. Chứ không ai cho tôi cả. Và không có tự nhiên mà ông xã tôi lại yêu thương tôi như vậy. Tại vì cái khi mà ly hôn lần thứ hai quý vị, mắc cười. Tại vì cái tài sản riêng mà tôi đã dành nó nhiều hơn tài sản chung nữa. Tôi đâu có quan tâm vấn đề đó. Không quan tâm. Nhưng mà tôi cho ông biết rằng là mỗi lần mà gây lộn ông hay dành tài sản cho nên tôi ghét. Tôi làm vậy thôi quý vị, chứ thật ra tôi không có cần. Thì trong cái lúc mà ly hôn mấy năm, lúc mà ly hôn thì quý vị biết không, người phụ nữ có mạnh mẽ cỡ nào thì mình mạnh mẽ bên ngoài thôi quý vị, nhưng sau khi tối về mình nằm đêm mình cũng suy nghĩ tại sao mình là người phụ nữ không xấu nè, cũng tài giỏi nè, nói về mà cách mà đối xử với chồng với lại bên chồng, tôi không phải khen. Nhưng mà thật ra rất là khó kiếm nha quý vị. Chứ không phải khen. Tôi không phải là một người con dâu tốt nhất. Tôi cũng không phải là một người vợ tốt nhất. Nhưng rất là khó kiếm một người giống y hệt như tôi. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Thì bắt đầu lúc này á, tôi quyết định tôi lấy chồng khác quý vị. Tôi quyết định là tại vì quý vị biết không, lúc đó là tôi đang trên cái đà mà giống như là người ta hay nói cái câu là đen bạc đỏ tình, mà đen tình đỏ bạc gì đó. Khi tôi không được hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng trong công việc của tôi rất là suôn sẻ quý vị. Tôi làm ra rất là nhiều tiền. Lúc đó mỗi lần mà tôi đi phiên dịch
bên doanh nghiệp á, thì tôi dịch rất là nhiều về hải sản nè, xuất nhập khẩu hải sản nè, xuất nhập khẩu về bên nội thất ghế, nội thất bàn ghế tủ nè, rồi xuất nhập khẩu về bên mụn dừa nè, rồi hầu như tất cả tôi đi phiên dịch. Thì quý vị biết rằng là mỗi người khi mà tôi đi phiên dịch á, là tôi phiên dịch để cho những cái doanh nghiệp Việt Nam họ xuất, họ bán được cái hàng đó để xuất ra nước ngoài, thì tôi hưởng được hưởng cái phần trăm trên cái hợp đồng đó của họ. Tại vì tôi nói là anh hoặc là quý công ty á, là chi cho tôi bao nhiêu phần trăm trên cái hợp đồng này, tôi bằng mọi giá tôi sẽ dịch để cho cái công ty đó bán được cái sản phẩm đó ra nước ngoài. Mà thật sự ra là quý vị không phải nói là tôi không phải khen, nhưng mà thật sự ra cái đó tôi rất là giỏi. Khi mà tôi đã nhận, đã thỏa thuận được với lại quý công ty rồi, họ chi cho tôi bao nhiêu phần trăm rồi, lúc đó là khi mà tôi dịch là tôi được hưởng trên cái phần trăm đó. Ví dụ như là cái công ty đó xuất được một tháng bao nhiêu công hải sản sấy khô, rồi xuất được bao nhiêu công bên gỗ nè, rồi mụn dừa nè, nó có rất là nhiều. Giờ tự nhiên nói ngang xương thì tôi không có nhớ được, nhưng nó nhiều lắm quý vị. Thì khi mà một tháng ví dụ như xuất đi 10 công, 20 công thì tôi được hưởng 2%, cũng có chỗ thì họ chi cho tôi là 4%. Đó. Thì tôi chỉ cần đi phiên dịch cho những cái doanh nghiệp đó thôi, chỉ cần những cái công ty đó xuất đi thôi, là một tháng tôi chỉ cần lấy được cái tiền quê hồng của những cái công ty đó một tháng là có tháng thì 8.000 đô, có tháng 10.000, có tháng 12.000, có tháng 15.000 đô. Đó là cái tiền về đi phiên dịch thôi. Đó. Rồi xong cái phiên dịch đó là tôi đi tour, mỗi lần là tôi đi hướng dẫn tour, mà một tour ví dụ như là tour 10 người, tour 15 người. Đó thì tôi công ty tour mà quý vị, tôi tổ chức lên một cái chương trình là ăn uống xe cộ, giống y như là quý vị đi qua bên nước ngoài, qua bên Thái Lan, Hàn Quốc, là cái tour người ta bao hết vậy, chọn gói là một vé, một người là bao nhiêu tiền. Thì họ lúc thời điểm đó tôi nhận mỗi lần mà ví dụ như tour mà từ 10 người cho đến 15 người đi trong vòng 4 ngày về là cái tour đó tôi lời ít nhất cũng từ 180 đến 200 triệu một tour. Hồi đó tôi làm rất là nhiều tiền quý vị. Đó. Thì tối về mình nằm mình suy nghĩ, mình nói ủa tại sao mình lại có một cái gia đình không hạnh phúc ta. Mình là người phụ nữ rất là tài giỏi để mà ráng làm, để mà chăm sóc cho gia đình. Tại vì tôi nghĩ đơn giản vậy nè quý vị. Hồi lúc đó tôi chưa có bệnh. Tôi nghĩ rằng là bây giờ mình đang có sức khỏe và mình con nhà nghèo nữa, bây giờ là giống như là trời Phật đang giúp cho mình, nó có một cái cơ hội để mình kiếm tiền. Tại vì ông trời ổng sẽ không cho ai cơ hội lần thứ hai cả. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng vợ chồng nó là mãi mãi chứ không phải là một ngày một bữa. Thì tôi ráng tôi đi làm kiếm tiền quý vị. Nhưng mà thật ra không phải quý vị ơi. Khi mà mình đi làm nhiều quá, mình đi làm nhiều quá, mình mãi mê mình đi làm thì mình sẽ lãng quên cái việc làm vợ. Tôi nói vậy thì quý vị hiểu rồi đúng không? Mình lãng quên cái việc làm vợ. Thì lúc đó nó cũng có nhiều chuyện xảy ra. Thì lúc đó vợ chồng tôi đã ly hôn. Tại vì ông xã tôi ông ghen xong rồi nói những câu xúc phạm nữa quý vị. Tại vì phụ nữ mà, thay vì ví dụ như mình ghen mà ghen theo cái kiểu mà thông minh thì mình ghen kiểu nào đó khác, nhưng mà ông xã tôi thì ngộ, ông ghen lên là ông xúc phạm quý vị. Thì khi mà xúc phạm cái là tôi không có chấp nhận được. Tại sao? Lại trước đó thì tôi đã cam chịu rồi, còn bây giờ là tôi không thể nào tôi cam chịu là lấy một người chồng như vậy, cho nên mới tiến hành ly hôn. Đó thì khi ly hôn được một thời gian là bắt đầu cái là tôi buồn, tôi bị trầm cảm, tôi bị mất ngủ quý vị. Quyết định ly hôn nhưng tôi rất là buồn quý vị. Quyết định ly hôn nhưng tôi rất là buồn. Và tôi quyết định tôi tìm một cái người đàn ông khác để tôi lấy. Không phải vì tôi yêu cái người đàn ông đó hoặc là tôi muốn cái người đàn ông đó, không phải. Tại vì tôi muốn để cho tôi không thể nào còn dính líu đến cái người đàn ông này nữa. Là tôi muốn chấm dứt cái duyên nợ với lại cái người đàn ông này. Tại vì khi mà dính vô tôi sẽ rất là khổ. Thì hầu như là kiểu như là cái duyên nợ của chồng tôi nó là vợ chồng hay sao đó quý vị. Tôi có sắp xếp cỡ nào cũng không được. Thì tôi bị trầm cảm lâu năm, tôi bị mất ngủ. Tại vì khi mà tôi bị mất ngủ là lúc đầu tiên tôi ly hôn lần đầu tiên, là tôi đã bị mất ngủ kéo dài đến mười mấy năm. Thì khi mà tôi bị cứ đi làm là không sao, về nhà đi làm mệt cỡ nào tôi cũng không tài nào chợp mắt được. Tôi bị mất ngủ trắng đêm, nó kéo dài tôi tới 7-8 tháng trời, gần cả năm trời tôi không ngủ được. Bởi đó tôi may mắn tôi tìm được cái loại thuốc mà melatonin. Khi mà tôi đi nghỉ dưỡng, tôi chịu hết nổi tôi mới đi nghỉ dưỡng. Thì lúc đó mới gặp một cái cô Việt Kiều Mỹ, cổ mới chỉ cho tôi là cái loại mà melatonin. Cổ cũng bị mất ngủ giống tôi, cái cổ mới chỉ. Thì may mắn sao tôi chịu cái loại thuốc đó. Tôi uống thuốc đó suốt trong vòng gần cả chục năm. Thì cái đó là nó chỉ có thể hỗ trợ tôi là những lúc mà tư tưởng tôi bình thường, tôi thoải mái thì tôi ngủ được.
Nhưng khi mà tôi suy nghĩ nhiều, tôi buồn quá nhiều, dù uống thuốc ngủ đó tôi vẫn không ngủ được quý vị. Thì nó kéo dài rất là nhiều năm. Bắt đầu là tôi bị bệnh lupus ban đỏ nè quý vị. Thì đi tất cả những cái bệnh viện, không có bệnh viện nào tìm ra. Quý vị có tin là khi mà tôi đi làm, tôi đi hướng dẫn tour về, hướng dẫn xong rồi bắt đầu về cái là tôi nhập viện. Đi làm xong về là tôi nhập viện, tôi nhập liên tục gần một năm trời, đi rất nhiều bệnh viện tìm ra. Đó. Thì lúc đó tôi quyết định, tôi cảm thấy sao mà cuộc đời tôi nó khổ quá như vậy. Tại vì cái chuyện mà khi mà tôi kể quý vị ra ở đây thì nó không phải là chỉ là cái chuyện mà gia đình chồng con không, mà vấn đề về gia đình chị em ruột của mình nữa quý vị. Cho nên là mỗi người khi mà sống chung với nhau, giống như là mọi người đã xem cái chuyện của ba cô con gái mà tẩm xăng đốt mẹ ở ngoài Hà Nội, thì khi mà sống lâu năm, cuộc sống mà mới còn nhỏ thì hầu như vẫn yêu thương nhau. Khi mà lớn lên, hình như cái đồng tiền nó sẽ làm cho vợ chồng, nó sẽ làm cho anh chị em nó đều không còn yêu thương nhau như ngày xưa được nữa. Cho nên tôi gặp rất là nhiều vấn đề đó quý vị. Trong chị em của tôi cũng vậy, và trong cái cuộc sống hôn nhân của tôi cũng vậy. Cho nên là tôi cảm thấy tại sao mình lại vô phước quá, tại sao cái số phận mình nó lại là như vậy. Đi làm về mệt mà tối cứ nằm khóc một mình. Tại lúc đó tôi sợ lắm quý vị. Tôi sợ kể ra cho người khác nghe người ta cười. Tại vì mình là một người nghèo, mà bây giờ mình làm ăn nên làm ra, mình thành đạt như vậy, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, biết bao nhiêu người họ coi mình để làm gương, họ ngưỡng mộ mình. Thì bây giờ tự nhiên mình nói ra mình không hạnh phúc, mình nói ra rồi, mình nói ra gia đình mình vậy đồ này kia, người ta cười mình chết, sĩ diện đó quý vị. Không nói. Thì từ chỗ mà không nói, mình không giải tỏa ra được, cái nó bị u á. Tối ngủ là cứ khóc, khóc một mình thôi quý vị. Quý vị có biết là lúc đó là tôi khi mà muốn ngủ, có khi một mình tôi uống tới 5-6 chai bia để có thể xỉn để tôi ngủ. Và tôi không kể cho bất kỳ một ai, tôi sợ bạn bè biết, người ta cười, người ta kể, người ta nhiều chuyện, người ta nói với nhiều người khác nữa thì người ta sẽ cười vào mặt và người ta cười coi thường gia đình tôi sống sĩ diện như vậy. Sau khi mà tôi đã trải qua vậy, tôi ngẫm ra một điều như thế này: cuộc sống không ai cho mình, mà mình sống như thế nào mình cảm thấy mình thoải mái là được. Tại vì khi mà mình bệnh xuống một cái, không ai cứu mình được, thậm chí chính bản thân của người chồng cũng không thể nào sống thay cho mình được về cái vấn đề đó. Còn nói về cái vấn đề mà lạc quan đồ này kia cũng do cái bản thân của mình, chứ không thể ai cho mình được đâu quý vị. Thì tôi từ xưa tới giờ tôi không bao giờ tôi có cái vụ cái bệnh mà en sổ mũi hay nhức đầu vậy. Tôi làm như con trâu, cứ không ngủ được. Nhưng mà sáng sớm 5 giờ sáng tôi phải thức dậy. Có những cái tour mà tôi hướng dẫn đi cái tour mà đánh golf đó quý vị. Tại vì người nước ngoài Hàn Quốc hay Nhật Bản đồ này kia, thì tới cái mùa đông họ không có đánh golf được bên nước của họ, bắt đầu họ qua bên Việt Nam. Thì khi mà qua là những cái tour đánh golf nó phải dậy thật là sớm. Nhiều khi là 5 giờ sáng phải có mặt tại khách sạn rồi để mình đưa họ đi. Họ sẽ chơi cái khung giờ 7 giờ sáng. Đó. Thì đi làm về tới nhà 2 giờ đêm mà tắm rửa xong xuôi nữa. Tắm rửa xong xuôi rồi này kia, rồi đếm tiền rồi này kia là cũng gần 3 giờ sáng, nằm chợp mắt được khoảng 2 tiếng đồng hồ dậy đi làm tiếp. Đó. Thì quý vị nghĩ đi, mà đâu phải nằm xuống là ngủ liền, bị mất ngủ mà quý vị. Nó không có ngủ được luôn, nó kéo dài như vậy, nó lòi ra cái bệnh đó quý vị. Tại vì khi những người bị mất ngủ lâu năm nó sẽ biến chứng ra có thể bệnh ung thư nè, rồi có thể bệnh nan y khác. Còn tôi thì tôi không có bệnh ung thư mà tôi lại ra cái bệnh này. Thì cái lúc mà khi mà tôi bị bệnh này thì lúc đó tôi ly dị ông xã tôi rồi quý vị. Thì má thấy tôi bệnh thì lúc đó là nguyên cả gia đình ai cũng nghĩ là tôi chết. Và chính bản thân tôi cũng nghĩ là tôi sẽ chết. Thì có ai hiểu được rằng khi mà bác sĩ nói một cái câu là bệnh này không có thuốc chữa và có thể chết bất kỳ lúc nào. Tại vì lúc đó tôi hầu như là tôi không còn ham sống đâu quý vị. Tôi cảm thấy tôi không còn ham sống. Và tôi hỏi thẳng bác sĩ như thế này: tôi sống được bao lâu? Tôi hỏi thẳng bác sĩ như vậy. Vì hồi lúc đó đó, cái bác sĩ nói là cái bệnh này bác sĩ không có nói trước được sống lâu hay là thời gian được bao lâu. Đó là do ý chí của người bệnh nhân thôi. Tự nhiên tôi cảm thấy mình rớt xuống vực thẳm. Và tại sao là cuộc đời của tôi nó không hạnh phúc, gia đình không hạnh phúc là một, rồi gia đình anh chị em đồ này kia cũng không có hòa thuận. Bây giờ tôi lại bệnh thêm một cái căn bệnh này nữa. Tôi trách ông trời, tôi nói tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Vì tôi không phải là một cái người xấu,
tôi cũng là một người vợ lo lắng cho gia đình, tôi cũng vợ là một người con có hiếu trong gia đình, và đi ra ngoài cũng giúp đỡ những người nghèo khổ hơn mình. Mà tại sao tôi lại mang căn bệnh như vậy, và tất cả mọi thứ, cái mà nó không may mắn nó lại đến với cuộc đời tôi, nó dồn dập như vậy. Thì lúc đó quý vị biết không, tôi rất là vui khi mà bác sĩ nói một câu là bệnh này không có thuốc chữa và có thể mất bất kỳ lúc nào. Tự nhiên tôi cảm thấy là tôi sẽ được chết. Lúc đó tôi cảm thấy tôi rất là mừng. Tôi nghĩ là tôi sẽ giải thoát rồi. Vì thú thật với lại quý vị là người phụ nữ có làm ra tiền cỡ nào, có tài giỏi hay xinh đẹp cỡ nào cũng cần một gia đình hạnh phúc, cũng cần có một người đàn ông ở bên cạnh những lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi nhất. Những lúc mình cần cái người đàn ông đó ở bên cạnh, không cần phải hiểu, không cần phải hiểu biết nhiều, chỉ cần cái người đàn ông đó ở bên cạnh lắng nghe mình nói thôi. Lắng nghe mình nói thôi quý vị, chứ không cần người đàn ông đó phải hiểu biết đời nhiều, chỉ cần lắng nghe mình trải lòng thôi. Thì lúc đó tự nhiên tôi cảm thấy tôi mừng và mình sắp được chết rồi. Thì lúc đó chồng tôi mới biết tôi bệnh. Thì lúc đó là mới năn nỉ mẹ ruột của tôi với lại cậu ruột, là nhờ mẹ tôi với lại cậu ruột tôi là xuống năn nỉ để cho ổng về ổng chăm sóc cho tôi. Thì lúc đó tôi rất là giận, tại vì chỉ cần nói tới tên ổng là tôi giận rồi quý vị, tại vì tôi quá đau khổ nhiều về ổng rồi. Thì lúc đó tôi nói với má tôi nói rằng là nếu như mà má kêu ổng xuống bệnh viện, con thấy mặt ổng con chết liền cho má coi. Tôi không muốn thấy mặt ổng, dù tôi có chết tôi cũng không cần ổng, tại vì ổng xúc phạm tôi nhiều quá quý vị. Cây xong bắt đầu tôi nói như vậy thôi, nhưng mà má tôi vẫn cho ổng xuống. Thì khi mà xuống thì ở trong tôi ngồi dậy không nổi và tôi uống thuốc, tôi uống nước cũng không nổi luôn. Thì lúc đó ông chồng tôi ổng mới chạy từ ở ngoài, ổng chạy vô, ổng đắp ló bên ngoài ổng không dám vô, nhưng mà khi ổng thấy tôi vậy ổng mới chạy từ ở ngoài cửa, ổng chạy vô ổng ôm tôi và ổng khóc. Ổng ôm tôi ổng khóc quá trời luôn. Ổng nói là anh xin lỗi em, là tại vì anh không có biết em bệnh nặng như thế này, và mong em tha thứ cho anh để anh về anh chăm sóc cho em. Thì lúc đó hết nguyên cái bệnh viện đó quý vị, lúc đó hết nguyên cả bệnh viện đều khóc. Và tất cả những người ở trong bệnh viện mà nằm chung phòng với tôi, những người đó năn nỉ phụ nói là tôi nên tha thứ cho chồng tôi để cho ổng về ổng chăm sóc bệnh tình cho tôi. Thì lúc đó quý vị không có giận cỡ nào cũng sâu đâu không có nổi, tại vì nó không còn sức nữa. Khi mà tôi đến tới cái ngày mà thứ 12 để phát hiện ra bệnh, lúc đó hầu như là tôi bị liệt, tôi không có khả năng để mà tôi dìu tôi đi hay là tôi đi toilet rồi, tôi không còn sức nữa. Thì tôi không còn sức để tôi xô ổng ra. Thì lúc đó ổng chăm sóc mỗi ngày, ổng xuống nấu cơm, ổng lo đủ thứ đồ này kia. Cái xong rồi từ từ ổng theo ổng nói chuyện đồ này kia, theo xin lỗi tại vì anh đã sai với em quá nhiều, em tha thứ cho anh để anh lo cho em. Anh muốn giành giật mạng sống của em lại, tức là làm mọi thứ để cho tôi cảm động. Đó thì ổng về ổng chăm sóc cho tôi khoảng một tháng, nguyên suốt một tháng trời. Tự nhiên là kiểu như mình cảm động đó quý vị, mình cảm thấy mình cảm động. Tại vì cái lúc mà mình đứng trước cái ngưỡng cửa tử thần thì ổng lại về ổng chăm sóc, ổng lo cho mình từng ti từng tí, lao từng ngón tay, đút từng muỗng ăn đồ này kia. Đó, rồi vừa theo nói những cái lời mà hối hận rồi năn nỉ đồ này kia nọ. Thì mình cảm thấy là thôi bây giờ là cuộc đời mình không biết là mình còn sống được bao lâu, thôi bây giờ cứ cho ổng cơ hội đi để về chăm sóc cho mình. Đó, thì từ lúc đó, thì khi mà về chăm sóc thì từ lúc đó cho đến bây giờ, thì nói thẳng ra trong cái cuộc đời của tôi mà tôi lấy chồng tôi hai mấy năm, thì chỉ có từ hồi lúc mà tôi bệnh cho tới bây giờ tôi mới cảm thấy tôi hạnh phúc nhất. Là vợ chồng tôi thương yêu nhau, ổng nghe lời, ổng tôn trọng và làm cho tôi hạnh phúc và lo lắng cho tôi. Nhưng mà đôi khi thì khi mà sống chung với nhau thì bản tính mà quý vị, lâu lâu ổng cũng nổi chứng ổng lên, nó cũng bùng lên, cũng có gây lộn, tôi cũng có giận hờn. Tại khi mà giờ tôi bệnh đó thì tôi không có gây lộn được nữa, mà mỗi lần mà tôi bệnh mà tôi giận lên cái là tôi mệt rồi quý vị. Đó, cho nên là bây giờ mọi người thấy cái cuộc sống hạnh phúc của tôi hiện tại bây giờ là tôi đã đánh đổi như thế đó, và tôi đã trải qua như thế đó. Cho nên là tất cả những người phụ nữ khi mà lấy chồng thì dù cái người chồng đó có giàu cỡ nào đi chăng nữa thì mình cũng nên đi làm, hoặc là mình tìm một cái công việc nào đó mình làm ở nhà cũng được, bán hàng online cũng được, xin miễn mình có làm ra thu nhập, chứ không phải là một cái người mà ngửa tay ra xin tiền chồng. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai á,
là dù có lấy chồng bao nhiêu năm, có đẻ bao nhiêu con, nhưng người phụ nữ phải luôn luôn xinh đẹp. Lấy chồng với nhau á, nhiều người nói lấy đã thành vợ thành chồng rồi sửa sàng chi, cái câu đó no, rất là sai lầm nha các chị em phụ nữ. Càng lấy chồng càng về lâu, càng sống với nhau 2, 3, 40 năm, càng già càng cần mình phải đẹp. Tại vì á, khi cái lúc mà mới yêu nhau á, chị em phụ nữ có xấu cỡ nào người nào cũng yêu, tại vì trong mắt của họ, họ đang yêu thì cái gì nó cũng đẹp. Nhưng không, sau khi mà lấy nhau thành vợ thành chồng, nó lâu năm rồi, nó va chạm rồi gây lộn đủ thứ chuyện hết, có đẹp cỡ nào cũng thành xấu. Nhưng ở đây là sao? Là mình khôn khéo, mình làm như thế nào để cho cái người đàn ông họ sống chung với mình, họ cảm thấy mình luôn luôn đẹp trong mắt họ. Chứ đừng có để là mình là một cái người phụ nữ mà khi mà sống chung với nhau để cho có cái sự nhàm chán, thì chắc chắn sẽ có người thứ ba nhảy vô thôi quý vị. Nó là như vậy. Còn các anh đàn ông á, nên nhớ như thế này: nếu như mà người phụ nữ quá hoàn hảo, người phụ nữ nè, công dung ngôn hạnh đều có đầy đủ, về sắc đẹp có đẹp, về tài giỏi kiếm tài chính, kiếm ra tiền cũng giỏi, về nội trợ cũng giỏi, về cách đối xử với lại nhà chồng cũng giỏi, thì người phụ nữ đó ở đâu ra? Nếu như người phụ nữ đó giỏi thì những cái thằng đại gia nó xớt hết rồi, làm gì tới tay của mấy anh đâu, đúng không quý vị? Nhưng mà thật sự ra mà nói là những cái người đại gia mà lấy vợ chưa chắc là đã kiếm được những cái người vợ theo cái tiêu chí mà mấy anh đã đưa ra nữa. Chứ đừng có nói là mấy anh là một người bình thường. Bây giờ những cái người đại gia họ cưới vợ, đa số bây giờ là hầu như là họ cưới cái đẹp không à. Còn kiếm mà cái người mà vợ của đại gia đó mà biết kiếm ra tiền hen, rồi biết đối xử với lại bên chồng, tức là nói chung là biết cách đối xử á, thì hầu như không có, chỉ có đẹp thôi. Chứ không phải có, mà tất cả những cái yêu cầu mà mấy anh đưa ra thì những người phụ nữ đó hầu như không có và cũng không tới tay mấy anh đâu. Đàn ông mà mấy đại gia giàu có nó dành hết rồi. Đàn ông á thì hay có một câu như thế này: hồi có lúc mà còn nghèo thì vợ là trên hết, vợ là số 1, chỉ yêu mình vợ thôi. Cho nên các chị em nên tỉnh táo như thế này, tại vì khi nó không có tiền, nó không có tiền thì nó mới là như vậy thôi. Nhưng một khi nó đã có tiền, nó giàu có lên rồi á, thì lúc bình thường mà mấy chị theo ngọt ngào, mấy chị em theo ngọt ngào cung phụng thì không sao, nhưng mà làm Phật ý một cái là ra ngoài cái con khác nó nhẹ nhàng hơn là chắc chắn là mấy chị sẽ bị mất chồng. Đa số là như vậy. Cho nên là thật ra cái này là tôi cũng không phải giỏi đâu quý vị, nhưng mà chẳng qua là mình trải qua nhiều quá, mình trải qua nhiều cái sóng gió như vậy, cho nên là giờ mình biết. Chứ hồi cái lúc mà mới lớn thì cũng không có biết được, cũng ngu lắm, ngu khờ dữ lắm quý vị. Cho nên là hầu như là trong cái cuộc sống, tất cả phụ nữ phải trải qua mới có thể cứng rắn được, mới có thể vượt qua được. Còn bây giờ dù cái câu chuyện của tôi chia sẻ các chị em mà mới vừa lớn, mới vừa lấy chồng biết đó, nhưng mà thực hành lại thực hành không được. Nó phải đối diện thực tế trong cái cuộc sống của các chị em thì các chị em mới biết mình nên làm như thế nào. Vì thật sự ra khi mà trải qua cái vấn đề vợ chồng như thế này, không phải rất là nhiều người phụ nữ trải qua, nhưng không phải ai cũng là người phụ nữ cứng rắn để mà vượt qua. Không phải người phụ nữ nào cũng có thể đứng lên để mà gầy dựng cho mình một cái cuộc sống. Và cũng không phải ai cũng có thể thay đổi chồng mình để có cái cuộc sống hạnh phúc về già. Không phải người phụ nữ nào cũng làm được đâu nha quý vị. Vì trong cái câu chuyện này, tôi gặp rất là nhiều người bạn tôi đã trải qua những chuyện này rất là nhiều, nhưng vẫn không có thể thay đổi được người chồng và cuộc sống vẫn không hạnh phúc. Cho nên là có hạnh phúc hay không do chính người phụ nữ mình tìm lấy. Và cái người đàn ông đó, họ có thật sự yêu mình hay không? Họ yêu mình họ phải phối hợp, chứ không bao giờ mà họ tự động chăm sóc đồ này kia đâu. Họ có thể tình nguyện lúc họ đang yêu và giữ lắm chừng vài năm thôi. Nếu như người phụ nữ mình không biết khôn khéo thì cái tình yêu đó, cái sự chăm sóc đó đến một thời điểm nào nó cũng sẽ chấm dứt và nó thay đổi vào cái người phụ nữ khác chứ không phải là mình. Cho nên là cái câu chuyện của tôi chia sẻ ngày hôm nay thì tôi nghĩ là chắc có lẽ là chị Sammy Trần gì ở bên Mỹ thì đến giờ này chị cũng biết rồi đúng không ạ? Khi mà chị nghe em chia sẻ như thế này thì chị có còn nói là
cái người đàn ông như chồng em nó khó kiếm không? Tôi chỉ nói một câu như thế này, nếu như mình không cho phép, mình không cho phép người đàn ông, người chồng hay bất kỳ ai, không cho phép họ xúc phạm mình, không cho phép họ làm những cái điều mà mình tổn thương, mình không cho phép thì không bao giờ và không người đàn ông nào có thể dám làm điều đó. Chỉ ngoại trừ mình cho phép họ hành hạ mình, chỉ ngoại trừ mình cho phép họ xúc phạm mình, và mình cho phép họ có cái quyền gia trưởng, mình cho phép họ có cái quyền sai khiến mình, thì họ mới có thể làm điều đó. Còn nếu như mình dùng cái từ không, 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 thì không có người đàn ông nào có thể xúc phạm mình, hay là làm tổn thương mình, hay là chà đạp mình. Tôi chỉ nói đơn giản vậy. Còn sau cái câu chuyện của cái em mà chia sẻ với lại luật sư Trung á, thì tôi không biết là như thế nào, nhưng mà về cái việc mà vấn đề chia tài sản thì chắc chắn là cái người đàn ông đó không thể nào mà lấy hết tài sản đó được đâu. Nhưng mà thường đàn ông khi mà ly hôn mà dành hết tài sản mà không để cho vợ một đồng bạc nào, mà con mình cũng không quan tâm tới, thì cái thằng đó coi như vứt đi rồi quý vị. Nhưng ở đây tôi cũng nói trước cho tất cả các chị em phụ nữ, đa số khi đàn ông ly hôn hiếm lắm nha quý vị, hiếm kiếm ra được một cái thằng nào ông quân tử khi mà ly hôn chấp nhận chia tài sản cho vợ, hoặc là cho vợ nhiều hơn để nuôi con, hiếm lắm. Đa số khi yêu nhau, anh có thể cho em bất kỳ điều gì, em là hơi thở của anh, không có em thì anh không thể nào sống được. Nói đủ thứ những cái chuyện mà đẹp đẽ ở trên đời. Nhưng mà một khi mà họ đã có người khác rồi, trong tim họ đã yêu người khác rồi, thì mình nó là một cái kỳ đà cản mũi, là một cái đống rác mà họ muốn vứt đi. Và những cái tài sản đó họ muốn dành để họ gầy dựng với lại cái người mới. Tại vì giống dĩ là cái người mà đến sau á, thử nếu như mà bàn tay trắng không có tiền thì cái người phụ nữ đó có yêu không? Cho nên là lúc yêu thì nói ngon nói ngọt, nhưng sau khi ly hôn hầu như đa số 90% đàn ông đều dành tài sản. Nói thật là như vậy. Cho nên là bây giờ hạnh phúc của người nào, hạnh phúc của chị em phụ nữ nào được bao nhiêu thì mình biết bấy nhiêu thôi. Chứ là nếu mà để mà dạy khôn á, thì không thể nào dạy được. Tại vì nếu như trong cái cuộc sống mà khi vợ chồng mình đang hạnh phúc, mà cái người phụ nữ mà toan tính lúc nào cũng nghĩ ở chồng mình đồ này kia nọ, thì chắc chắn là cái cuộc hạnh phúc đó không thể nào trọn vẹn được. Cho nên là cứ sống hết mình, cứ yêu hết mình. Nhưng ở đây tôi muốn nói rằng là trong cái cuộc sống vợ chồng phải nên tôn trọng lẫn nhau. Vợ với chồng nó đều phải tôn trọng và phải phối hợp với nhau thì nó mới đi đến một cái hôn nhân hạnh phúc được. Chứ không thể nào mà một phía một nhường nhịn, một phía một yêu mà có thể mà nó đi đến một cái gia đình hạnh phúc đâu. Nó phải có sự phối hợp cả hai người mới có thể xây dựng được một cái gia đình hạnh phúc. Bởi thường là phụ nữ nó hay thiệt thòi hơn con cái, là khi mà quý vị có để ý không, hoặc là quý vị có những cái người bạn đi, thường đa số ly hôn xong là trở thành tất cả những người phụ nữ đều giỏi cả. Lo chỉ bươn chải để làm kiếm tiền thôi. Tại vì trong cuộc sống hôn nhân họ đã bị xúc phạm nhiều quá, họ bị coi thường nhiều quá. Nhưng mà ở đây á, người phụ nữ không bao giờ mà có thể mà ly hôn bỏ chồng, chỉ duy nhất là cái người đàn ông bỏ vợ mà thôi. Còn nếu như mà cái người đàn ông đó yêu thương vợ, biết cái sai của mình, theo năn nỉ, thì cái người phụ nữ đó sẽ tha thứ quý vị. Hiếm có người phụ nữ mà bỏ chồng mà đi lấy người đàn ông khác. Nhưng mà thường đa số là trong cái cuộc hôn nhân ly hôn, thì tất cả những người đàn ông hay dùng cái từ là vợ lấy trai, hay dùng cái từ đó. Cho nên tôi rất là ghét khi mà những người đàn ông nói như thế. Tại vì nếu như nó cũng có những cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc, họ ly hôn rồi họ kết hôn với lại người khác. Nhưng khi mà ly hôn đừng bao giờ nói xấu vợ của mình. Tôi rất là kỵ những cái người mà khi mà ly hôn rồi mà kể tới cái việc mà hôn nhân vợ chồng lại đi nói xấu vợ. Tôi không cần biết và cái người đó xấu như thế nào, và thật sự người đó có xấu đi chăng nữa cũng không nên nói xấu vợ mình trước mặt người phụ nữ khác. Tôi rất là kỵ và tôi rất là ghét những người đàn ông đó. Cho nên là cái câu chuyện ngày hôm nay thì nãy giờ tôi nói cũng nhiều lắm rồi quý vị, hơn một giờ rồi. Thì cái câu chuyện này nó thường xảy ra trong hôn nhân lắm, nhưng mà giờ biết nói làm sao bây giờ. May mắn là khi mà cái người phụ nữ, người đàn ông lấy nhau, nó có công việc làm ổn định, vợ chồng sống mà
dạng giống y như là lắng nghe nhau và nhường nhịn nhau thì nó sẽ là hạnh phúc. Đôi khi nó có sóng gió, nhưng mà chỉ sóng gió giỏi hờn hoặc những câu mà nạt nộ hay lớn tiếng với nhau thì cái đó nó không đáng nói. Còn cái việc mà giống y thay lòng đổi dạ vì khi mà đã giàu lên thì cái loại đó là không xài được nha quý vị, không xài được. Và tôi chắc chắn là khi cái người phụ nữ, cái em này khi mà ly hôn, tôi chắc chắn em ấy sẽ giỏi. Tại vì bị tổn thương quá nhiều. Cái người đàn ông mà mình dành hết tình cảm yêu thương để mình dành cho cái người đàn ông đó, để chăm sóc cho gia đình, hy sinh không cần phải đi làm. Người phụ nữ không phải là họ dở, không kiếm tiền được đâu quý vị. Nhưng mà chẳng qua là họ muốn hy sinh để mà họ dung đắp cái hạnh phúc đó. Vậy cho nên là khi mà lấy, mình phải tìm hiểu cái người đàn ông cho kỹ. Đừng hy sinh không đúng chỗ và khi hy sinh không đúng người. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đến tất cả các chị em phụ nữ và đến những khán giả mà đã theo dõi tôi suốt thời gian vừa qua, cũng biết được một tí xíu về cuộc đời tôi, không quý vị. Tự nhiên ngày hôm nay tôi xem cái video clip của Đực Si Trung chia sẻ lại cái câu chuyện của cái em gái này, tự nhiên tôi cảm thấy nó trỗi dậy cái câu chuyện mà chính cuộc đời của tôi cách đây 20 mấy năm về trước. Cho nên là nó có rất là nhiều cảm xúc để muốn lên đây để chia sẻ đến tất cả mọi người. Còn cái câu chuyện của cái cô bé mà Lực Sư Trung đang chia sẻ thì tôi bảo đảm rằng những người mà đang theo dõi và những người đang xem tôi đang ngồi nói để chia sẻ cái câu chuyện này, thì đâu đó trong 100 triệu dân thì trong đó phụ nữ cũng nhiều, thì cũng có người đã trải qua cái câu chuyện mà tôi đã chia sẻ, hoặc là đã trải qua cái câu chuyện giống y cuộc đời của tôi. Đó, cũng có rất là nhiều. Thì trong cái câu chuyện này thì tôi chia sẻ và muốn nghe cái ý kiến từ những người khán giả nam và nữ, để coi là khán giả nữ sẽ có những cái bình luận, những cái nhìn nhận như thế nào trong câu chuyện này, và khán giả nam sẽ cảm thấy và nhìn nhận cái câu chuyện mà của luật sư Trung chia sẻ và giống y như cuộc đời của tôi, thì mọi người sẽ có một cái suy nghĩ như thế nào cho Misan biết, để lại một cái bình luận bên dưới. Nói vậy thôi chứ tôi rất là mong, đồng ý là biết rất là khó, nhưng mà tôi rất là mong muốn rằng tất cả những cặp vợ chồng đều hạnh phúc và sống hòa thuận. Đôi khi cũng có những cái mà xích mích, người ta nói chén trong sống còn khua. Thôi bây giờ cũng khuya rồi hen, tôi chia sẻ tâm sự tí xíu về cuộc đời tôi như thế thôi. Còn bây giờ thì tôi tạm biệt mọi người nha. Chào tất cả mọi người, chúc cả nhà ngủ ngon và hẹn gặp lại những video và những cái tâm sự chia sẻ lần sau. Và những cái video clip mà chia sẻ cuộc sống đời thường hiện tại, cuộc sống của Misan. Chào tạm biệt, chúc cả nhà ngủ ngon.